Ngõ 553 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, vốn là con đường dọc sông Xét sau dự án cải tạo của thành phố. Con đường được trải nhựa và có vỉa hè rộng rãi. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì hiện nay có rất nhiều xe ô tô đỗ tràn lan dọc con đường này, gây cản trở rất lớn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Ghi nhận của phóng viên Hà Nội 18 giờ. 11 giờ trưa, thời điểm các phương tiện lưu thông thưa thớt. Thế nhưng, chỉ cần một chiếc ô tô quay đầu như thế này cũng khiến cho những phương tiện đang lưu thông bị gián đoạn. Thực trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Phường cũng thường xuyên xây dựng các cái kế hoạch ra quân xử lý liên quan đến cái việc mà dừng đỗ xe, nhưng do cái tuyến đường dọc sông Xét thì hiện nay là chưa có biển cấm đỗ cấm dừng, nên cái chế tài để liên quan đến xử lý các cái xe dừng đỗ theo quy định của pháp luật thì hiện nay thì phường cũng rất là khó khăn. Khi được hỏi về vấn đề để giải quyết triệt để những vi phạm tồn đọng này, đại diện của Ủy ban Nhân dân phường Giáp Bát cũng đã hứa là trong thời gian sớm nhất sẽ xử lý các vi phạm một cách cương quyết để không còn tái diễn những bất cập nêu trên. Phường cũng đã tiến hành triển khai khảo sát cùng với cả các đơn vị để lắp đặt cái biển cấm đỗ cấm dừng tại tuyến đường dọc sông Xét. Thì dự kiến ngày 26 tháng 9 năm 2017 thì Ủy ban dân phường cùng các đơn vị lắp đặt sẽ tiến hành lắp đặt biển cấm đỗ cấm dừng trên tuyến đường dọc sông Xét. Sau khi có biển cấm đỗ cấm dừng thì Ủy ban dân phường cũng sẽ cùng với các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các cái trường hợp dừng đỗ không đúng các quy định của pháp luật. Từ nay cho đến khi đoạn dọc sông Xét, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai được lắp biển cấm dừng, cấm đỗ thì người dân vẫn phải chịu cảnh ùn tắc khi lưu thông qua đây.